Một video học cách phân biệt các dòng cắt đồ họa thương hiệu Asus. Asus là một trong những đối tác hàng đầu của NVIDIA và là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành phần cứng số trong thị trường cắt đồ họa. Vị thế của Asus vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng nếu Asus nhận mình là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Lấy dòng cắt 50 làm ví dụ, flagship cao cấp nhất của Asus là Agile, một mẫu cắt đồ họa mới thuộc phân khúc flagship hàng đầu. Giá của Agile khá cao, mua nó cần một chút niềm tin. Cấp dưới là dòng Rackspace, vốn luôn là biểu tượng của dòng flagship Asus. Trước khi Agile ra đời, Rackspace là dòng mạnh nhất, đặc trưng với thiết kế quạt có mắt lớn. Ngoài ra, Asus còn có một dòng đặc biệt là Puzzle Art, được thiết kế dành riêng cho các nhà sáng tạo có nhu cầu làm việc chuyên nghiệp. Các đồ họa dòng Puzzle Art thường có thiết kế đơn giản, tinh tế, cá nhân tôi khá thích phong cách này. Cấp dưới là Tab Gaming, thuộc phân khúc trung đến cao, với thiết kế hầm hố. Trong dòng cắt 40, Asus từng ra mắt một phiên bản màu trắng với giá không hề rẻ. Dưới tab một chút là Pờ Dài, nằm trong phân khúc tầm trung, cá nhân tôi thấy thiết kế của dòng này không đẹp lắm. Cuối cùng là Duo, thuộc phân khúc nhập môn, với mức giá dễ tiếp cận hơn.